Súp này là súp bát từ 260 coi 125. Thằng này là đời đầu luôn. Đời đầu, súp bát là đời đầu. Thằng này rất là gọi theo cái kiểu Việt Nam dân dã gọi là trâu bò. Đó, nó rất là bền bỉ với thời gian. Tiếng rất là uy lực, oánh. Đây là cái dòng bát súp mà mạnh nhất trong cái tầm coi 125. Đó, súp hầm này, tiếng đi rất xa. Thùng này thùng chôn âm dương rồi. Thùng súp hầm ván Malaysia tuyệt vời. Đi với cái cặp bát từ 260 coi 125 thì rất là hợp và tiếng sẽ cho đầy đủ uy lực và phóng đi xa. Còn trên này là Lai A-Day 40 đơn đồng bộ từ neo, bát neo chép neo. Hàng này hàng thùng mới mẫu 3 chân. Đó, mẫu 3 chân. Bát neo coi 76 và chép là chép 850 neo luôn. Tiếng thằng này A-Day thì bao giờ nó phóng đi rất là xa và phóng đi xa. Các bạn mà treo cao được lên thì nó phủ rất là tốt. Riêng dòng A-Day này, A-Day mấy hỏa tiễn là hai dòng mà phóng đi xa để phục vụ những sự kiện lớn. Đấy. Và kế đến đó là cái cặp monitor. Đây, một cặp loa monitor này thì bên mình cũng đã giới thiệu và bán được rất là nhiều anh em tin dùng rồi. Đấy, dòng monitor chuyên để trên sân khấu. Đúng nghĩa là loa monitor luôn, chứ không phải lấy cái loa full mà làm loa monitor. Đó, dòng này thì bên mình đang làm cái chương trình khuyến mại ưu đãi hấp dẫn lắm. Giá chỉ có 6 triệu một cặp thôi. Tiếng rất là hay. Mặt sau của cái thùng này. Đó, rất là đẹp luôn, ba chân thôi nhưng mà rất là vững chãi. Mixer là Mixer Dynacord CMS 1000. Hàng này nhập khẩu Trung Quốc, loại 1 chuẩn luôn. Đó, hàng made in China nha các bác. Rồi, kế đến cái đầu quản lý nguồn của Ruby DS802. Con này xử lý lọc nguồn rất là tốt luôn. Một con quát số BA260 để xử lý âm thanh. Bộ micro Ruby R79 chuyên chơi cho những sự kiện anh em mua nhiều rồi. Dòng này bên mình đưa lên YouTube cũng rất là nhiều và rất là được nhiều người xem về cái video này và bán rất là nhiều hàng. Hiện tại bên mình đang hết hàng này, hiện tại đang hết, chỉ khoảng 4-5 ngày nữa mới có lại. Đó, về cái con này, con men nguồn xung mình sẽ đánh cho cái cặp loa monitor, và kế đến con men 1800S này để đánh 6 cái loa Line A-Day. Con này có thể chơi được 8 cái loa Line A-Day hoặc là 4 loa full đôi coi 100, rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, con ở dưới này mình để đánh súp. Con này chuyên súp thì nó có cái mạch bảo vệ rất là tốt luôn. Loa của bạn quá công suất chuẩn bị chập cháy là nó sẽ tự động nó ngắt Barotech, các bạn mở nhỏ lại và nó lại đánh tiếp cho các bạn. Bảo vệ loa rất là tốt, tuyệt vời luôn.
DJ Ray Cobb. Thank you.